Mùi sơn là một trong những mùi gây khó chịu cho nhiều người trong chúng ta. Chuyển đến một ngôi nhà mới còn nồng mùi sơn. Đây là một xưởng phun sơn đồ gỗ ở Thạch Thất, Hà Nội. Từ đây, những sản phẩm đã được gia công, chế tác, thành hình từ những nguyên liệu gỗ sẽ khoác lên mình những lớp sơn sáng bóng và đẹp đẽ hơn để tạo thành những sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng. Sơn bóng sản phẩm là bước quan trọng cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm. Trước kia, đồ gỗ thường được đánh bóng bằng vernis, này chủ yếu được làm bằng cách phun sơn PU. Sơn phủ PU với ưu điểm làm bề mặt gỗ sáng hơn, đẹp và bóng hơn. Cách phun sơn này cũng tạo ra nhiều màu sắc phong phú cho sản phẩm mà không làm mất đi những vân gỗ tự nhiên. Trong đó thì có tinh xoa viết mà vài làm mặt phẳng quay vào sơn nót xong bắt đầu trà nhám tiếp xong là quay ra phun nót xong là lại quay vào bản màu xong là phủ bóng là xong. Tức là qua 2-3 lần lót xong rồi bắt đầu quay vào phủ bóng. Sơn màu thì thường là những người phủ làm người ta dùng sơn màu cảnh gián này, màu gụ này và màu hoạt rẻ này. Nói chung là nó nhiều loại màu do nhu cầu khách hàng ưa thích màu nào thì chúng tôi sẽ cung cấp màu đấy. Do khách hàng yêu cầu thôi. Sơn PU tiếng Anh có nghĩa là polyurethane, một loại polymer có khá nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Theo ngôn ngữ đơn giản của các thợ sơn thì sơn PU là loại sơn để bảo vệ, đánh bóng, tạo màu cho gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp một cách đẹp và mịn nhất. Thành phần của sơn cũng chỉ có 3 thành phần chính. Sơn lót nhằm làm phẳng bề mặt, che khuất các khuyết điểm để sơn đẹp hơn. Sơn màu tùy thuộc khách hàng yêu cầu, nhưng đa số sơn PU cho gỗ hầu như đều có thành phần sơn màu trong đó, dù ít hay nhiều. Sơn bóng, nhiều thợ sơn dùng từ sơn PU, nhưng đúng ra đây là cách pha sơn nhằm tạo độ bóng bề mặt cho cả quá trình sơn PU cho gỗ. Tức là dòng sơn PU này ấy, thì người ta áp dụng đối với những cái sản phẩm mà người ta muốn giữ nguyên cái vân gỗ, cái độ đẹp, cái bản chất của gỗ đấy. Thì sơn PU là đặc điểm là như thế nào, nó sẽ không làm mất đi cái màu gỗ tự nhiên. Chính vì thế cho nên là người ta rất là sử dụng rộng rãi trong đồ nội thất. Ví dụ như là các bộ bàn ghế bằng gỗ gụ, sau khi sơn PU lên thì người ta vẫn nhìn được vân gỗ gụ. Nếu như bộ
bàn ghế đấy bằng gỗ hương, sau khi sơn BU lên thì người ta vẫn nhìn thấy cái vân gỗ hương, tức là trân trọng được cái vẻ đẹp tự nhiên của cái sản phẩm đấy. Bao giờ ấy thì dòng sơn BU này người ta cũng phải có những cái công cụ để người ta sơn, đó là một cái nguồn tạo ra hơi ra khí đấy để dẫn, và cái thứ hai cái công cụ để sơn tức là cái súng phun sơn. Ngày xưa thì súng phun sơn nó lạc hậu hơn, thì người ta chỉ có thể điều chỉnh bằng sơn, là sự kết hợp giữa khí và sơn mà, thế cho nên là ngày xưa thì cái súng đấy nó lạc hậu hơn, người ta có thể điều chỉnh bằng tay hoặc là người ta lợi dụng cái đinh nọt bếp lưu ly ngày xưa đấy, tức là sơn bệt đấy, thò ngón tay vào đút lên vào để cho dòng khí nó chảy vào thì ra sơn. Nhưng bây giờ hiện đại hơn thì người ta đã có cái súng mà chỉnh được các cái góc độ khác nhau, độ trụm, độ tơi, độ mảnh và độ đậm đặc khác nhau, cho nên là nó cũng tạo được nhiều cái thuận lợi để cho sản phẩm nó đẹp hơn. Khi vào xưởng sơn, nếu ai không quen thì rất khó để ở lâu trong môi trường này, bởi mùi sơn là một trong những mùi gây nhiều khó chịu. Thậm chí có người bị dị ứng mùi sơn, chỉ người mùi sơn cũng thấy váng vất, đau đầu. Ở những xưởng sơn này, dù có nhiều quạt máy hút mùi hoạt động hết công suất, nhưng mùi sơn trong không khí vẫn rất rõ rệt. Có lẽ đã quen làm việc trong môi trường này, nên người thợ sơn thấy hết sức bình thường. Cũng chỉ giờ dùng quạt thì biết thôi, chứ còn thì nó có không khí nó bay lên trời nó chả có gì cả. Không có gì phải mùi, nó mọi người cảm giác là thế thôi, chứ tớ làm suốt ngày nó cũng chả có cái gì cả. Hầu như là làm khoảng bao năm rồi lại có, nó cũng chả có ảnh hưởng gì đâu. Thực ra mà nói thì đối với cái tiêu chuẩn sản xuất của các hãng sơn ấy, thì trước đây thì mình được biết là nó có những cái dòng sơn gốc nước và dòng sơn không phải gốc nước đấy. Thì bây giờ thì theo cái xu hướng chung thì cái nhu cầu tạo ra được các cái loại sơn đấy cũng rất là thân thiện với môi trường. Chẳng hạn như có những cái dòng sơn mà nhập khẩu vào châu Âu thì họ đưa ra những cái chỉ tiêu, cho nên là cái độ độc hại của nó cũng không có, hoặc là có ít. Còn với dòng sơn BU đấy thì trong quá trình thi công đấy thì dù sao nó vẫn cũng có mùi. Thì tôi cũng sẽ hạn chế được, tức là cải thiện cái điều kiện lao động để cho nó đỡ mùi. Còn sau khi sản phẩm sơn xong rồi ấy thì đảm bảo là nó sẽ không có cái mùi gì nữa. Sơn là hỗn hợp theo một tỷ lệ nhất định giữa bột màu và chất tạo màng, được dùng bằng cách phết với cọ sơn hoặc dùng súng phun. Nhiệm vụ là bảo vệ bề mặt vật liệu phủ sơn, chống rỉ, tạo thẩm mỹ cho vật liệu, đồng thời thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, đó là sơn chống hà, sơn cách điện. Thành phần trong sơn gồm có chất tạo màng, bột màu là những oxit, sunfua hay muối kim loại, dung môi là những chất lỏng dễ bay hơn được trộn vào sơn để giữ nồng độ sơn tích hợp cho người sử dụng, và một số phụ gia khác như chất chống lắng, chất chống oxy hóa, chất chống nhăn. Hiện nay thì sơn công nghiệp ngày càng góp phần nhiều hơn trong cái vai trò của mình đối với những cái công trình xây dựng cũng như là trong cái sản xuất công nghiệp. Nếu mà nói về sơn thì chúng ta có thể chia làm ba loại sơn mà chúng ta hay sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là sơn để mà xử lý cái vấn đề về kim loại, và sơn xử lý để mà sơn tạo màu hoặc là bảo vệ cho đồ gỗ, và thứ ba nó là sơn để bảo vệ cũng như là để phối cảnh hay là tạo màu cho các công trình xây dựng. Thì tôi muốn nói chung ở đây, tức là thành phần cấu tạo của sơn ấy, thì nó bao gồm là các cái chất tạo màng, rồi các bột màu cũng như là các cái gốc muối sunfua hay là các cái muối của mang tính chất là gốc kim loại, cộng với một số chất phụ gia thì khi chúng ta pha chế chúng ta sẽ tạo nên sơn. Hiện nay sơn được sử dụng vô cùng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống.
trong đó chủ yếu là sơn trong lĩnh vực làm đồ gỗ, sơn trong lĩnh vực công nghiệp và phổ biến dễ nhìn thấy nhất hiện nay là sơn trong lĩnh vực thiết kế nội thất kiến trúc. Theo tôi nghĩ thì bây giờ ấy thì nó có nhiều dòng sơn, mà cái quan trọng là người ta căn cứ vào cái mục đích sử dụng của hàng hóa để người ta lựa chọn loại sơn. Ví dụ như sản phẩm dùng ngoài trời thì người ta có sơn ngoài trời, sản phẩm dùng trong nhà người ta có sơn trong nhà, sản phẩm nội thất người ta có sơn nội thất, và sản phẩm ngoại thất người ta có sơn ngoại thất, hoặc là trong cái đồ nội thất đấy thôi. Thì những cái đồ mà người ta muốn giữ được cái vẻ đẹp của gỗ tự nhiên thì người ta có cái sơn cho cái loại dùng cho loại đó, ví dụ sơn PU. Còn những cái loại đồ cũng là nội thất thôi, nhưng mà có thể những cái bộ bàn ghế của trẻ em hoặc là cái đồ ngủ của trẻ em mà người ta cần sơn màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì người ta lại có cái dòng sơn của người ta riêng. Có nghĩa là tóm lại là tùy theo cái công năng sử dụng của hàng hóa để người ta lựa chọn loại sơn cho phù hợp. Cái sơn á, nó là cái vật dụng để bảo vệ cái công trình nhà của mình, thì bao gồm là phân chia ra như bạn nói á, nó là cái sơn ngoài nhà và sơn trong nhà. Ngoài ra là ví dụ cái sơn trong nhà thì hay là sơn ngoài nhà thì đều là có những cái sơn màu, và giữa lớp sơn màu với tường là bao giờ có lớp sơn lót, mình chưa nói đến những cái bột bả, bột chét, nên là mỗi cái nó đều có những tính năng riêng của nó. Ví dụ như là cái sơn lót ấy, thì nó có bằng ngoài cái việc mà kháng kiềm thì nó còn có tác dụng một cái lớp nữa là cái lớp mà liên kết giữa cái lớp hai lớp sơn màu và với cái tường của mình. Rồi cái sơn trong nhà nó khác sơn ngoài nhà. Cái sơn ngoài nhà nó có tính năng là bảo vệ, là chống ẩm mốc cao hơn, còn cái độ chống tia cực tím, chống phá hoại của cái nắng nhiều hơn. Đấy, rồi thì bây giờ những cái tính năng mới, những dòng sơn mới hiện nay ấy, như đu nắp, du tôn hay những dòng sơn mà bao mô tích như các bạn biết, đấy là nó những cái dòng sơn mà nó có những cái tính năng mà cái sơn ngoài trời ấy, nó là chống nóng cho cả công trình của bạn nữa. Đấy là cái nó mới. Còn cái sơn trong nhà thì nó chỉ nó mang đảm bảo được những cái mà bền màu này, rồi thì độ bóng bền đẹp, chứ còn không thêm những một số những tính năng như ở sơn ngoài nhà. Với sơn, bên cạnh cái lợi của chúng đem lại cho cuộc sống, thì cái hại phải kể đến là khi sử dụng đều phải pha trộn một số loại dung môi. Chính vì vậy, mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường là điều không thể tránh khỏi. Sơn được dùng trong nhà có chứa các hóa chất độc hại như các dung môi và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Cái vấn đề thời tiết nó ảnh hưởng tương đối sâu sắc đến chất lượng của cái việc sơn. Nếu như mà độ ẩm không khí lên cao, nhiệt độ thấp, dưới 20 độ chẳng hạn, thế thì cái khả năng bay hơi của sơn này cũng như là cái độ đanh mặt chai mặt của sơn nó bị giảm. Chính vì thế cho nên ở những cái xưởng lớn ấy, hoặc là những cái xưởng mà người ta quan tâm đến vấn đề chất lượng sơn thì người ta đều có máy sấy không khí để người ta ổn định được cái nhiệt độ trong phòng sơn và cái độ bay hơi của sơn. Chính vì thế cho nên là bao giờ hàng hóa của họ cũng đẹp hơn ở những cái xưởng mà nó không có các cái điều kiện như thế. Khi sơn khô, những chất này sẽ bay vào không khí và cơ thể hít phải. Khi hít phải các VOCs, chúng có thể gây kích thích mắt, mũi, họng. Với số lượng lớn, nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng có sự liên quan của những chất này với các dị tật bẩm sinh, ung thư và nguy cơ tổn thương hệ thần kinh trung ương. Theo một số nghiên cứu, nam giới thường xuyên tiếp xúc với hóa chất sơn có nguy cơ gặp nhiều rối loạn sinh sản hơn và những lo ngại về ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của sự phát tán hơi sơn. Sơn bám trên da cũng dẫn tới nguy cơ dị ứng, phát ban. Sơn được sử dụng trong cái vấn đề về để bảo vệ cũng như là để tạo nên những màu sắc cho những đồ gia dụng nội thất của chúng ta, thì
cái yếu tố ngoài cái ưu điểm của sơn, tức là mang lại những màu sắc mong muốn cho cái việc thiết kế nội thất cũng như là các cái đồ vật dụng trong ngôi nhà ấy, thì nó cũng có những cái chiều ngược lại, tức là nó có những cái nhược điểm đặc biệt, ví dụ như là nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của con người, đặc biệt là những người đầu tiên mà những người đã chế tạo ra các thành phần của sơn trong các nhà máy là những người trực tiếp đã phải chịu những cái yếu tố như vậy, tác động của những cái thành phần hóa học mà tạo ra sơn ngay từ những nhà máy sản xuất. Tiếp đến là những người sử dụng sơn, và đặc biệt là những người mà sử dụng sơn trực tiếp, như là những người thợ phun sơn cho các cái đồ gỗ công nghiệp cũng như đồ gỗ tự nhiên, để nhằm bảo vệ cái tốt cho cái chất liệu gỗ cũng như là để mà tạo màu sắc cho các sản phẩm của mình. Nếu như mà không được trang bị về mặt bảo vệ các cái không gian hay là các cái phòng mà có được trang bị đầy đủ các thiết bị ấy, thì những người làm sơn trực tiếp này sẽ hít trực tiếp những cái mùi sơn cũng như là những cái chất hóa học mà nó chưa kịp bay hơi đấy vào trực tiếp trong cơ thể con người, thì nó cũng dẫn đến về các cái tác động về các cái bệnh mà phải mang theo, cũng như là để lại những cái hiệu quả di chứng lâu dài, nhất là đối với những người nam giới mà trực tiếp phun sơn thì có thể ảnh hưởng đến kể cả những cái sức khỏe về mặt sinh sản sau này của họ nữa. Nếu như những cái vật dụng đấy mà chưa qua một thời gian để mà cho cái mùi sơn nó bay hết, cũng như là các cái sơn trên bề mặt của những sản phẩm chúng ta dùng mà chưa bay hơi hết, thì khi chúng ta kê vào trong phòng của chúng ta với một cái khí hậu nó kín rồi nó bị ẩm vì chưa bay hết mùi, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cũng sẽ bị tác động bởi những cái sơn mà chúng ta đã sử dụng cho các cái sản phẩm nội thất của chúng ta. Khi hít phải các chất nguy hại dễ bay hơi VOCs trong sơn, chúng có thể gây kích thích mắt, mũi họng một cách nghiêm trọng. Với số lượng lớn, vừa thí nghiệm trên loài động vật đã cho thấy rằng có sự liên quan của các chất này với đa số nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh, nguyên nhân gây ung thư và gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Hầu hết các thợ sơn chuyên nghiệp phải gánh chịu nhiều hiểm họa nhất. Họ có 20% nguy cơ bệnh ung thư, quan trọng là bệnh ung thư phổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, do đó họ phải dùng các biện pháp tránh tác hại của sơn phu gây ra. Bên cạnh dòng sơn phu là dòng sơn cho đồ gỗ phổ biến trên thị trường hiện nay. Sơn kiến trúc cũng rất phổ biến và loại sơn được sử dụng cho mục đích này chủ yếu là sơn nước, sơn tường là loại sơn tan trong nước, đa phần sử dụng trang trí và bảo vệ bề mặt các công trình xây dựng. Hầu hết sơn tường hiện đang sử dụng phổ biến là loại sơn nhũ tương nước. Chúng đều có mùi bởi màng sơn được tạo thành từ một hoặc vài loại polymer khác nhau. Mùi của sơn gây ra là do mùi của polymer. Cái sơn á, về cái công thức của nó đi theo những hai nguồn chính. Một cái là sơn gốc nhựa. Ví dụ như dòng Zutun, dòng Baumotic thì là tại cửa hàng mình đang có đây thì nó là dòng theo dòng sơn gốc nhựa. Ví dụ sơn Dulux thì nó dòng sơn theo dòng sơn gốc nước. Thì nó dựa trên dòng sơn đấy, còn cái hoạt tính để tạo ra sơn thì còn rất nhiều những cái hạt nhựa để tạo cấu thành lên, hạt keo và một số những cái gọi là những thành phần khác để cấu thành một cái lớp sơn. Trung tâm Y tế Thế giới vừa cho ý kiến về sự lo lắng về những bất cập và ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của sự bốc hơi sơn. Sơn bám trên cơ thể hay bất kỳ nơi nào trên cơ thể làm dẫn đến căn bệnh dị ứng phát ban. Chúng ta có thể bị nhiễm phải độc khi sinh hoạt trong một ngôi nhà mới được sơn bằng sơn sử dụng chì và thủy ngân. Một mảng tường đã rứt ra, một món đồ chơi của trẻ nhỏ, bình nước uống hay đơn thuần chỉ là một vài hạt bụi trong nhà
cũng có nguy cơ nhiễm chì và thủy ngân từ sơn nhà. Hiện tại, Việt Nam hầu như chưa có đánh giá tác động của sơn tường đến không khí và tác động của nó tới sức khỏe của chúng ta. Do đó, người dùng có thể yên tâm bởi các hãng sản xuất sơn đều có những cam kết an toàn cho đối tượng sử dụng. Chuyện đáng quan tâm là các loại sơn kém chất lượng bán nhiều ngoài thị trường, không có độ an toàn. Với những sản phẩm sơn trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, những cam kết an toàn cho người sử dụng không có, lấy gì để chúng ta có thể yên tâm khi mua nhầm phải chúng hoặc sử dụng chúng? Những cái dòng sơn chính hãng thì các bạn mua này, thì đầu tiên là được độ bền về màu. Cái thứ hai nữa là nó họ đã tiến gần đến những cái công nghệ mà họ không dùng những cái chất cấm để mà bảo vệ màu ở trong cái sản phẩm sơn, thì nó sẽ bảo vệ cả môi trường của mình và bảo vệ cả cái môi trường sống này, môi trường sống ở chung này và môi trường trong gia đình của mình, không ảnh hưởng đến người thân của mình. Đấy là cái mà những dòng sơn cao cấp bây giờ đang hướng đến và đã làm được một phần như thế. Còn những dòng sơn trôi nổi thì vì ví dụ như là bảo vệ cái màu sắc tốt hơn này, hay là để cho nó giá thành nó rẻ hơn này, họ có thể dùng những sản phẩm, những cái dòng chất mà nó không bảo vệ được cái chính cái là cái con người mình đang ở trong cái môi trường đấy, trong cái ngôi nhà của mình. Thì đấy là cái mà không nên một chút nào, mà nên là mình bảo nên mua những dòng sơn mà tốt, dòng sơn có thương hiệu, nó đang khẳng định thương hiệu. Nói về sơn tường thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều cái chủng loại khác nhau bán trên thị trường. Có những loại này nó đã có cái thời gian thâm niên lâu đời tồn tại ở cái thị trường sơn Việt Nam rồi. Cũng có gần đây thì có những loại sơn cũng mới xuất hiện, nó chỉ tồn tại khoảng độ là một vài năm trên thị trường, cũng chưa có những cái chứng chỉ xuất xứ một cách rõ ràng. Nên đặc biệt là khi những đối với những người sử dụng sơn, nhất là đặc biệt là sơn tường, thì tôi khuyên là nên sử dụng những dòng sơn truyền thống mà có cái thương hiệu cũng như là có một sự bảo hộ cũng như là cái bảo hành nó lâu dài rồi, cộng với những cái thời gian nó tồn tại và được kiểm nghiệm bởi các cái công trình đã xây dựng. Có thể nêu ra một vài ví dụ ở đây như là sơn MyColor, sơn Dulux, sơn Zutun, rồi MaxiLine. Đó là những loại sơn đã có những sự tồn tại rất là lâu, có thời gian mà được sử dụng cũng như là được kiểm nghiệm. Chúng ta tránh những sử dụng những loại sơn nó rẻ tiền nhưng mà có thể là nó sẽ gây nguy hại cho người sử dụng, đặc biệt là với cái độ bền của công trình. Nó có thể ban đầu nó sẽ mang lại cái vẻ đẹp cho công trình theo cái màu sắc tự nhiên, nhưng mà tôi nghĩ là theo một cái sự kiểm nghiệm không được đảm bảo thì một thời gian nhất định ấy, nó cũng có thể là gây hại cho công trình bằng cách nó sẽ phá vỡ cái sự liên kết của bề mặt tường, tạo ra những cái mùn rồi nó có thể bị sùi lên. Như vậy thì chúng ta sẽ chịu cái hậu quả của cái việc mà chúng ta sử dụng sơn rẻ tiền và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chưa kể đến cái việc mà nó gây tác động trực tiếp đến các cái hơi thở như cuộc sống của chúng ta trong mỗi căn phòng, mỗi không gian chúng ta sống. Vào mùa cao điểm xây dựng như hiện nay, thị trường sơn sôi động hẳn lên với sức tiêu thụ tăng cao, phong phú về nhãn hiệu, đa dạng về chủng loại. Từ sơn dùng trong nhà, sơn ngoài trời, sơn lót, sơn chống kiềm, đủ màu, đủ giá. Tại điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nếu khách hàng không am hiểu về sơn thì khó mà phân biệt được đâu là sơn hiệu, đâu là hàng do các cơ sở nhỏ dạng gia đình sản xuất. Bởi hầu hết các thương hiệu sơn đều có bao bì được ghi toàn bằng tiếng Anh với nội dung và bố cục na ná như nhau. Thậm chí, ngay cả tên công ty cũng được ngoại hóa. Khi dùng phải sơn giả thì không chỉ chất lượng sản phẩm và công trình kém mà ảnh hưởng không nhỏ đến người sử dụng. Với cái vai trò là một của người sử dụng cái sản phẩm đấy cho đồ gỗ ấy, thì mình nghĩ là các cái dòng sơn trôi nổi thì nó đưa ra một cái sản phẩm của mình nó không được đẹp. Ví dụ như là đối với sơn nót của những cái hãng
sơn mà đã có thương hiệu rồi, có thể một lần thì cái độ che phủ nó đã kín hết rồi là mình đã đạt được cái yêu cầu về về cái độ mặt phẳng đấy rồi. Nhưng sơn trôi nổi có thể nó sẽ lâu khô hơn này, rồi thì khi đã khô rồi thì cái độ che phủ nó không bằng này. Đấy, chính vì thế cho nên là mình không lựa chọn, hoặc là cũng như cái độ làm màu chẳng hạn. Nếu như đối với cái dòng sơn chính hãng hoặc là những cái dòng sơn mà thương hiệu là tốt ấy, thì tạo màu nó rất đều, nó đẹp, nó không bị coi như thế là đổi màu. Cho nên là ngay khi thi công mình đã có cảm giác không được hài lòng với nó rồi. Bởi vì một là thời gian nó không được đáp ứng, hai là sản phẩm ra đầu tay nó đã không đáp ứng rồi. Cho nên là mình không lựa chọn. Cách giảm nguy hiểm của sơn tường tới sức khỏe mọi người trong gia đình: chọn và sử dụng các loại sơn nhà đối với cả nội thất và ngoại thất không có chì và thủy ngân. Sơn nước ít tác động xấu hơn sơn gốc dầu vì chúng có ít chất độc và ít bay mùi hơn. Một cách khác là dùng sơn tự nhiên như sơn sinh thái mà không có gốc dầu, VOCs và không mùi. Tiến hành sơn, cần dịch chuyển hoặc che đậy tất cả vật dụng và sàn nhà, hoặc giấy ráp thô, trà mịn và sạch các diện tích gần sơn, cắt gọn những công tắc điện rời và che kín ổ cắm ở trên tường. Sau khi sơn, hãy mở cửa từ 5 đến 7 ngày để phòng mau ráo và thoáng, loại bỏ hết mùi sơn mới chuyển đến ở. Mở cửa sổ thông thoáng từ 5 đến 7 ngày khi đã sơn mới dọn đến ở. Cấm trẻ gặm vành cửa sổ hoặc các đồ sử dụng có sơn. Rửa nơi dính sơn thật sạch bằng nước hoặc rượu trắng nếu bám phải sơn. Tất cả các cái dòng sơn, kể cả sơn trong nước hay là sơn mà ngoại nhập về Việt Nam thì đều có ghi rõ cái ở trên cái bao bì của mình á, để cách thức hướng dẫn. Thì theo mình, theo tôi thì khách hàng cứ nên là làm theo đúng những cái gì mà họ đã hướng dẫn thì là sẽ được ra được một cái sản phẩm tốt nhất có thể. Và còn lại là về cái kinh nghiệm làm thì thực tế thì mình thì khuyến cáo tất cả là điều thứ nhất là giao cho thợ họ làm cho chu đáo này. Thì khi mà thợ có kinh nghiệm, có chuyên môn tốt, về lúc quá trình đi mua chọn sơn, bạn chọn được dòng sơn tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Đấy, và được giao được cho tay người thợ có tay nghề tốt để họ làm được ra một cái sản phẩm tốt. Khi mà những người sử dụng sơn trực tiếp, đó là những gia chủ về sống những ngôi nhà mà được sử dụng sơn tường trực tiếp, thì chúng ta thấy là với những công trình mà mới sơn, chúng ta thấy là khi sống ở những trong những căn phòng như vậy thì chúng ta thấy là nó cũng có rất là cái nhiều mùi. Đặc biệt là đối với những người mà có cái sự mẫn cảm hay nhạy cảm về các thành phần của sơn cũng có thể là sẽ bị dị ứng về da, rồi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các cái, nhất là những đối với những em nhỏ thì có thể là sẽ bị ảnh hưởng về đường hô hấp và có thể là sẽ gây ra những cái biến chứng ngay tại chỗ. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng những ngôi nhà mà mới sơn thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là để cho cái những căn phòng của chúng ta có một cái thời gian khô nhất định, bằng cách là chúng ta có thể là dùng các cái dụng cụ sưởi sấy để cho cái tốc độ bốc hơi của các cái chất bám bề mặt của sơn cũng như là các chất hóa học được kích thích và nó sẽ bay lên nhanh hơn để tạo cho cái căn phòng nó khô. Hơn nữa là khi chúng ta sơn xong, chúng ta cũng cố gắng để tạo ra cho những cái căn phòng của chúng ta có độ thông thoáng nhất định. Ví dụ như chúng ta mở cửa rồi chúng ta có thể dùng gió nhân tạo để chúng ta đẩy những cái hơi sơn đấy ra ngoài. Hãy thật cẩn thận để tìm cho mình những sản phẩm sơn chính hãng, chất lượng để đảm bảo sản phẩm và công trình bền đẹp. Hơn nữa là đảm bảo cho sức khỏe của người sử dụng. Đó mới chính là ưu tiên hàng đầu khi sử dụng sơn.